rồi kìa. Ê, dài đâu xong mang vô. Mang chi, chụp có nửa phần trên nè. Mệt chứ. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Rồi, chụp hình nha cô dâu chú rể ơi. Đứng dậy được chưa? Thôi. Nè, cô dâu qua đây nè, chú rể đổi bên đi. Bên nào cũng như bên ấy, nhiều chuyện quá. Nè. Ê, mày phải tươi lên mới được. Mày có biết hình này là hình cưới, dựng trình in trước cửa không? Bao nhiêu người nhìn mặt không? Mặt nhăn như khỉ vậy tao cười đó. Thôi mệt quá đi, sao cũng được, có gì mà cần nhàn hoài. Đám cưới đời người chỉ có một lần thôi anh ơi, phải chỉnh chu chứ. Thôi chụp lại cho xong đi, nóng quá đâu nè. Thôi chụp đi. Rồi đứng sát vô nè. Mệt quá không chụp cô đi á. Rồi, cái thằng là thượng đế mà. Mày cười tươi lên coi nè. Rồi, 1, 2, 3. Dương ơi. Dương. Ủa, anh Bách. Em. Anh ngồi chơi đi. Nè, chị Hai em đâu rồi? Chị Hai đang ở nhà chồng á. Ngày mốt là chị đám cưới rồi. Nhưng mà chị Hai em đám cưới với ai chứ? Cưới anh Nam. Ba mẹ em nói á, chị ở nhà chồng luôn, không về nhà em nữa. Vậy nhà chồng của chị Hai em ở đâu? Em có thể cho anh địa chỉ được không? Ai vậy? Anh Bách. Kiếm em hả Dương? Dạ, nội cho phép con ra nói chuyện với bạn con một chút. Con đi. Dương à, anh. Anh Bách, mời anh ra ngoài này. Nội, tự nhiên gần cưới có trai tới kiếm hả? Bay bởi vậy, anh cứ nói. Nội, để con ra con hỏi bà họ nói gì nha. Thôi, để cho nó nói chuyện. Cho anh Bách lại xuống đây. Anh lo cho em, cho nên xong dự án là anh xuống đây liền. Dương à, tại sao em bỏ đi mà không nói anh một tiếng nào hết vậy? Họ dụ em về đây rồi ép em làm đám cưới, có đúng không? Không có đâu anh. Đám cưới là do em tự nguyện. Anh không tin. Hồi nãy anh đi hỏi thăm người ta, người ta nói là chồng sắp cưới của em là người nghiện ma túy. Vậy là sao hả Dương? Tại sao lại chịu lấy một người như vậy chứ? Có phải có một người nào đó đã ép em hay không? Nói cho anh biết, nhất định anh sẽ giúp cho em. Dạ, không có đâu anh Bách. Dương à, em đừng có giấu anh nữa có được không? Còn rất nhiều người tốt. Anh không tin em lại muốn cưới một người như vậy. Trái tim em đã chết rồi. Cưới ai thì cũng vậy thôi. Dương à, em đừng có như vậy nữa. Có chuyện gì em có thể nói cho anh biết được không? Em không có chuyện gì hết. Em chỉ muốn lấy chồng thôi. Em à, nếu như em nói lấy ai cũng được thì em lấy anh đi. Em đừng lấy anh chàng nghiện ngập đó, có được không? Không được đâu anh Bách. Tại sao lại không được chứ? Em cũng biết là từ trước tới giờ anh vẫn một lòng yêu em mà. Anh đừng có nhầm lẫn cái tình cảm trẻ con đó nữa. Em chỉ coi anh là một người anh tốt thôi. Rồi anh Bách sẽ gặp được tình yêu của mình. Em không có bạn bè, ngày mốt là đám cưới của em. Hay là anh Bách ở lại dự đám cưới nha. Nếu em đã nói như vậy, anh chỉ có thể chúc phúc cho em thôi. Còn đám cưới của em, hãy thông cảm cho anh. Anh không thể nào giữ được. Anh về đây. Anh Bách, anh đi đường cẩn thận nha. Dương à, em hãy nhớ một điều. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì để chăng nữa, anh vẫn luôn bên cạnh của em. Anh sẽ chờ em. Mãi mãi anh vẫn sẽ chờ em. Anh đi nha. Chị Út, bà nội. Bà nội vô ngủ đi nội. Đừng có chờ anh Nam nữa. Bà nội chờ thằng Nam về
mới yên tâm đi ngủ. Nội à, anh Nam ảnh lớn rồi, ảnh tự biết về mà nội. Nội cứ thức kiểu vậy hoài hại sức khỏe lắm. Nội không có sao đâu, con đi ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp khách nữa, mệt lắm. Ngày mai nội cũng phải tiếp khách mà. Nội vô nội ngủ đi. Bây giờ có con rồi, để con đợi ảnh thay nội nha. Nội đi ngủ đi mà. Ừ, vậy nội đi nghỉ nha. Xong. Ê, dám chọc anh. Anh kỳ quá à. Mẹ thấy bây giờ á. Vậy đợi tới ngày mai nữa, anh sẽ được hôn em trước mặt mẹ. Khỏi sợ luôn. Chứ ai cho anh hôn chứ. Không cho hả? Không cho anh cũng hôn. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, anh bảo kiếp con nè mẹ ơi. Trời ơi, cái gì dạ? Hả? Nó làm gì con hả? Dạ anh ăn hiếp con. Cậu kia chưa cưới mà đã ăn hiếp con gái tôi rồi. Sao dạ. Kỳ vậy? Con đâu có đâu mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ, tụi con giỡn á. Trời đất ơi, rảnh quá ha. Rảnh quá à. Làm người ta đang quét sân ngoài kia, người ta tưởng có chuyện gì chạy vô. Dán cho xong mau lên, rồi giỡn. Vài ngày nữa có đánh lộn, tôi cũng không có can được đâu. Đi lo dán kia kìa. Dạ. Tại anh á thấy chưa? Tại em chứ. Tại anh á. Tại em cứu mẹ chứ. Này anh mới về. Kệ tôi. Anh có biết là tối nào bà nội cũng thức đợi anh không? Bà nội già rồi, thức khuya không có tốt, anh có biết không vậy? Chuyện của tôi ai cần cô lo? Hả? Bộ quên hợp đồng rồi hay sao vậy? Chưa gì mà bày đặt lải nhải. Tại anh tệ quá nên tôi phải lên tiếng thôi. Tại gì? Anh hút chích. Nội cũng đã chiều anh rồi, thì anh làm ơn anh nghĩ cho nội một chút đi. Nói nữa tôi bạc tay bây giờ. Tới đâu? Thì anh thích thì anh cứ đánh đi. Dám thách rồi. Sao anh ngồi ở đây vậy? Hôm nay đám cưới của chị hai á, sao anh không tới dự? Anh không muốn tới. Em từ bên đó về hả? Dạ, cưới xong rồi. Mà anh tìm em có việc gì hả? Em à, em có thể giúp anh hẹn chị Dư tối nay 7 giờ gặp anh có được không? Gì vậy anh? Anh muốn đưa chị em đi, nhưng không thể lấy anh Nam đó được. Anh ta là một người nghiện ngập. Không được đâu anh. Ngọc à, không lẽ em muốn chị hai của em phải suốt đời sống trong đau khổ hay sao? Nhưng mà chị hai nói với em á, chị đồng ý đám cưới, chứ đâu phải bị ba mẹ ép gì đâu. Không có đâu. Anh nghĩ là Dương có nỗi khổ đi, cho nên Dương mới cưới anh Nam đó. Em hẹn Dương giúp anh, cho anh gặp Dương có được không? Giúp anh đi mà Ngọc. Chỗ đó của cô đó. Ngủ ở đó đi. Chắc cô cần cái này hơn tôi đúng không? Cho cô luôn á.
tĩnh đi Bách. Thật ra mình chỉ muốn cứu Dương thôi mà. Bình tĩnh đi. Ông Sang 500. Thằng cha này bình thường trùm sò lắm nè. Rồi ai nữa nội? Bà Đức. Nhiêu? 500. Bà Đức 500. Dạ thưa nội, nội cho con ra ngoài chút nha nội. Ủa, con đi đâu vậy? Dạ, con đi mua chút đồ cá nhân. Mua gì để chị mua cho? Dạ thôi, chị ở nhà với bà nội đi. Em chạy ra tiệm tạp hóa em mua được rồi. Thưa nội con đi. Ừ. Ai nữa nội? Chị Ba Mít. Ba Mít hả? Cái gì à, vậy? Làm gì vậy mày, thằng này? Mới đám cưới mà đi đâu? Trời ơi, tới cử rồi, không đi ở nhà con không có sức làm gì đâu. Mày kêu vợ mày á ngoan ngoãn phục vụ tụi tao đi thì tao sẽ đưa thuốc cho. Anh Nam, đừng anh Nam. Ê, con nhỏ được rồi mày, qua đi. Đi thương, đi thương quá. Thả giờ tao ra. Mày làm trước đi. Mày làm gì vậy? Để tao. Thả giờ tao ra. Đây là nhà của ai vậy? Tôi và mấy thằng này thuê nhà ở đây để gặp mấy nàng tiên đâu. Anh bị chảy máu rồi kìa. Có bông băng không? Để tôi băng lại cho. Thôi đi. Chợ mà mày đập mở miệng đạm ba cái tròn tốt bụng. Thì tôi giúp anh thiệt mà. Dù gì anh cũng cứu tôi. Nó khỏi đi, nó khô rồi. Sao hồi nãy anh không lấy thuốc mà anh cứu tôi vậy? Không biết. Lúc đó lên cơn, sao mà kiểm soát được suy nghĩ và hành động. Anh tính làm gì vậy? Nè, anh làm gì vậy? Bật vô đi, nhiều chuyện quá. Nè, cái đám đó phải cái tụi mua cô hôm trước không? Ừ, tụi nó mua tôi với giá 60 triệu. Thôi mình đi về đi, cả bà nội lo đó. Điên hả? Vậy gì?
Ra chị đụng độ nữa. Gì vậy? Hai người tin động phòng đây luôn hả? Mày mơ hả? Mày không thấy tao bị đánh hả? Ai đánh mày dữ vậy? Ê, mày quen ông Hai Hổ phải không? Ờ. Tao cứu vợ tao bị ông đánh, mày trung gian giùm tao được không? Thì trước ông già vợ tao bán vợ tao với giá 60 triệu cho ông Hai Hổ. Bây giờ mày thu xếp cho tao gặp ổng đi, nói là tao sẽ trả tiền cho ổng. Được rồi, để tao gặp ổng tao nói cho. Điện liền cho ổng đi, mất công xảy ra chuyện nữa. Bộ ổng đánh mày hả? Ờ. Được rồi, để tao điện cho. Alo, anh Hai hả? Dạ không có gì, em có một chút chuyện. Em có thằng bạn, còn vợ nó lỡ xích mích với anh, cho nên nó muốn gặp anh. Dạ. Dạ. Ông nói ông nể tình tao, chấp nhận cho mày chuộc vợ. Nhưng mà ông nâng mức giá lên 100 triệu. Ông nói là tiền lời phát sinh. Chắc là ông biết mày giàu quá, cho nên bắt chẹt mày đó. Kệ ông, cứ hẹn đi. Tao về tao xin tiền bà nội tao, trả đủ cho ông. Ừ. Đi về. Đi đi. Về đỡ mày. Yên tâm. Nè, uống miếng nước đi, cho tỉnh. Ý, Dương, em đi chung với Nam hả? Dạ. À, hai đứa bay rủ nhau đi chỗ khác tân hôn đúng không? Dạ không. Không nữa, bận áo của Nam kìa. Hai đứa bay ghê thiệt á. Bà chị quá, tào lao quá. Trời ơi, mày bị cái gì vậy? Nam về hả con? Nói nói nói, nhìn mặt nó ai quýnh nó kìa. Ủa, sao mặt mũi con mầm tím hết trơn vậy hả? Sao vậy Nam? Bị đánh chứ sao? Ai đánh em? Hả, ai đánh con? Dương, con đi chung với thằng Nam hả? Dạ, anh Nam vì cứu con nên mới bị đánh đó nội. Nè, chuyện gì hai đứa bay kể chị nghe coi. Cái tụi bắt em hôm trước á, bây giờ nó bắt em nữa. Thôi, anh Nam bắt gặp cho nên anh mới cứu em. Vậy hả? Cái gì ghê vậy? Để chị đi báo công an nghe. Thôi, báo công an cái gì? Tụi nó là giang hồ đó, đụng chạm tới tụi nó là rắc rối thêm nữa đó. Trời. Bà nội, ngày mai nội cho con 100 triệu nha, để con đưa cho tụi nó, để tụi nó đừng bắt Dương nữa. Với lại đưa nó mà không có đánh con nữa. Ờ, được rồi, để ngày mai bà nội đưa. Chỉ cần hai đứa tụi con bình yên là được rồi. Dạ. Chị Hai, nếu anh Hai không chăm sóc chị Hai á,
Để em thay anh hai á. Tối nay nhà đi ba với em nha. Đi giải khuây. Cũng được. Sáp sáp như vậy á, có ngày tan nhà nát cửa. Đem tiền tới. Đúng là không đánh không quen. Tao không ngờ mày là bạn của thằng Sơn. Anh hai, cho em gửi anh 100 triệu. Anh nhận rồi tha cho vợ của em. Biết trước người quen vậy nè, tao không có làm càng vậy đâu. Mày cũng máu lắm đó, rất thích hợp làm đàn em của tao. Sao, con muốn theo tao kiếm ăn không? Thôi, gan của em không đủ lớn. Em nghĩ chắc không thích hợp theo anh hai đâu. Dân nghiện mà ai gan không lớn. Tại nhà mày giàu, mày không cần tiền thôi, đúng không? Dạ. Thôi em xin phép anh hai em về. Được rồi, khi nào muốn kiếm tiền á, tới tìm tao nha. Dạ. Tao về nha. Ừ. Nhớ đóng cửa nha mày. Biết rồi. Sao, mày có nói với nó chuyện làm ăn của mình không? Dạ không, em chỉ rủ nó thôi, chứ đâu có nói làm ăn với anh. Mày nói lung tung, tới tay công an là chết cả lũ đó. Dạ. Trời ơi, cái thằng này đang ăn mà gãi ba cái mày ghẻ rớt vô canh bây giờ. Tí gớm hả? Nam, nhẫn cưới đâu sao còn đeo vô? Dướng díu quá con dẹp à. Bậy, dướng díu gì? Em đã có vợ rồi, em phải đeo nhẫn để cho người ta biết là mày đã có vợ. Ừ, đúng rồi. Mệt quá, đeo nhẫn chỉ là hình thức. Cái thằng. Còn Dương, sao con không đeo? Dạ, tại anh Nam không đeo cho nên con không đeo luôn. Rồi, để mai con đi chợ á, con mua gà về hầm thuốc bắc cho tụi nó ăn. Phải bồi bổ cho con quỷ dịch này nè để nó sinh con. Thôi mệt chị Út quá. Em không có hợp với mấy cái thứ thuốc bắc nha. Không hợp cũng phải ráng nữa, để có cháu cho bà nội chứ. Phải đó, hai đứa tranh thủ cho bà nội đứa cháu đi. Bà nội mong lâu lắm rồi đó. Dạ. Ăn đi con. Gì vậy? Đang ăn đi đâu vậy? Biết rồi còn hỏi. Tới giờ của em rồi. Bà nội, sao bà nội không cương quyết với ảnh vậy? Bà nội thương nó quá mà. Thương mà thương không có đúng chỗ mới chết đó chứ. Nội ơi, nội đừng có thương anh Nam theo cái cách đó nữa. Nội phải cương quyết lên. Nếu không ảnh chết riết. Ảnh bị sida đó. Bị sida là chết sớm luôn đó. Nhưng mà bà nội thấy nó lên cơn nghiện hả? Bà nội xót quá. Bà nội cầm lòng không có được. Cho nên bà nội mới cho nó tiền để cho nó bớt đau đớn. Nội mà mềm lòng nữa là anh không có cai nghiện được đâu. Đúng rồi nội, nội đừng có làm vậy. Bởi vậy tao nói cái câu cháu hơn tại bà là đúng á. Bay thiệt. Cậu Bảo. Gì? Sao cậu về trễ quá vậy? Ở công ty nhiều việc quá. Ba con ngủ rồi hả gì? Dạ. À, cô Nguyệt cổ đi ba rồi đó cậu Bảo. Nguyệt đi ba hả? Dạ. Đi ra vậy gì? Cô Nguyệt đi với cậu Vinh. Cậu mau đi kiếm cổ về đi. Chứ đi mấy cái chỗ ba đó đó, ổng có tốt đâu. Anh ráng cai nghiện đi. Sao đó? Chết trời rồi hả? Mở cửa ra bảo chưa?
Con ráng đi con, ráng qua được đêm nay đi con. Thôi nhắc quá mày khỏi phá. Không có thú là con chết. Con chết á, mở cửa đi. Thôi đi, đừng có đập cửa nữa. Con ơi, con có sao không? Có chuyện nào mới chết rồi. Có sao không cậu? Nguyệt uống rượu không quen nên say. Dạ. Dì pha cho Nguyệt ly đá chanh. Dạ. Đi. Dạ dạ dạ. Cậu Bảo nè, bây giờ cậu cưới vợ rồi, không còn như ngày xưa độc thân nữa đâu. Đừng có lo công việc mà bỏ bê cô Nguyệt nữa. Sao dì nói vậy? Tại tôi thấy cô Nguyệt khác quá hả? Dì cũng thấy Nguyệt khác hả? Dạ, cứ như là hai người khác nhau á. Hồi trước á, cô nết na bao nhiêu thì bây giờ á. Con cũng cảm nhận là Nguyệt rất khác, nhưng mà con không biết là gì sao nữa. Tôi nói cái này á, cậu Bảo đừng có nói tôi nhiều chuyện nha. Mấy cô gái bây giờ á, trước khi cưới á, ít khi nào mà lộ bản chất thật của mình ra lắm. Muốn giữ hình tượng mà. Cưới về á, rồi mới từ từ phơi bày ra. Dì làm xong chưa? Để con đem ra cho Nguyệt. Rồi xong rồi cậu. Dạ, con mang ra con đi. Con cảm ơn dì. Nguyệt, dì uống miếng nước chanh cho giải rượu đi em. Xin lỗi, lẽ ra em không nên đến đó với chú Vinh. Anh đừng có buồn em nha. Có gì đâu mà. Mà mấy chỗ đó phức tạp lắm, không có tốt đâu. Sau này em đừng có nghe lời thằng Vinh chơi đó nữa nha. Dạ. Để anh thu xếp công việc xong, cuối tuần này mình đi trăng mật nha. Để từ từ đi anh. Em thì em mới vừa đăng ký khóa học mới, ngày mai là bắt đầu rồi. Ở nhà buồn chán quá, em cũng muốn đến công ty làm việc. Hay là ngày mai anh cho em đến công ty làm việc đi. Trăng mật thì từ từ mình đi sau cũng được. Tùy em vậy. Để ngày mai anh sắp xếp, rồi có gì ngày mốt anh đưa em vô làm. Vậy em làm việc gì hả anh? Tạm thời em làm nhân viên nhập dữ liệu ở phòng nhân sự nha em.
Cái việc nhập dữ liệu đó thì có gì đâu mà khó khăn. Việc gì cũng vậy, phải đi từ việc nhỏ rồi mới tới việc lớn được chứ. Mà em thì lại chưa có kinh nghiệm, phải cố gắng học hỏi từ từ. Dạ em biết rồi. Thôi em lên phòng thay đồ tắm rửa đây. Để anh đưa em lên. Em vẫn vậy mà, có gì đâu mà khác. Hồi xưa anh muốn hôn em còn không cho nữa. Ngày xưa mình chưa cưới, bây giờ mình đã là vợ chồng rồi, có gì đâu mà ngại. Anh không yêu em nữa sao? Tất nhiên là anh yêu em mới cưới em. Nhưng hôm nay anh hơi mệt, mình đi ngủ sớm nha em. Em nghỉ đi, anh đi thay đồ nha em. Chào sếp. Chào mọi người. Dạ. Chào mọi người. Hôm nay Nguyệt đến nhận việc, có gì mọi người giúp đỡ Nguyệt nha. Dạ. Sếp cứ yên tâm. Nguyệt, bạn này của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Em làm việc đi, anh về phòng họp nha. Dạ. Chào mọi người. Dạ. Dạ, chào sếp. Đầu tiên em sẽ làm gì hả chị? Khỏi, em cứ ngồi lướt web chơi đi. Vợ của sếp á, ai bắt làm đâu, em đừng có ngại. Em vào đây là để làm, chứ lướt web thì em đâu cần vô đây. Chị mau giao việc cho em đi. Em nhập dữ liệu vào hồ sơ này cho chị nha. Dây chuyền bông tai cà rá gì tháo ra hết đi. Thôi, không lẽ nó dám giật vàng của nội sao? Sao không dám? Cơn nó lên rồi cái gì mà nó không dám? Để con phụ nội cho. Con nói nội nghe nè, bây giờ mình cắt tiền nó, đúng không? Nó làm liều liền, nó thấy đeo cái gì là nó giật cái đó để nó xài. Đó, nghe lời con tháo ra đi rồi. Ha, con tháo phụ nha. Nè, Dương Dương, cất cho bà nội đi con. Nè, cất hết đi con. Giữ đi cất em, cho giữ bà đi. Nội hết đi. Dạ. Cất đi. Trời ơi, tự nhiên được cái trống lỏng, nội thấy không quen chút nào hết trơn á. Không sao đâu. Bà nội à, nội ráng lên, phải cai nghiện cho ảnh bằng được mới được. Chị Út nè, bây giờ chị ra ngoài kia. Ừ. Nói là bà nội từ nay sẽ không trả bất cứ một khoản nợ nào anh Nam mượn nữa. Em yên tâm đi, chuyện gì chứ chuyện đó là 15 phút nguyên cái vùng này biết hết. Nội, nội đi lấy tiền đi, con chở nội đi gửi ngân hàng chứ hết giờ rồi đó. Rồi, được rồi, chờ nó một chút, nội đi vô, nội lấy tiền. Vậy để em vô em cất cái này nha. Trời đất ơi, sao em tháo cái lắc ra luôn đi. Thôi. Nguyệt, em đi ăn cơm chung cùng bọn chị nha. Thôi mấy chị đi đi, em đợi anh Bảo. Vậy bọn chị đi trước nha em. Ừ.
tên Nguyệt, anh nhận làm người rồi. Đúng là hai người giống nhau thiệt chứ. Nhưng anh chắc chắn một điều, em chính là Dương. Nếu như em là Nguyệt, từ khi em quen Bảo, anh với em chưa từng gặp nhau mà. Tại sao anh biết được anh là Bách chứ? Nói cho anh biết đi, em là Dương có đúng không? À, dạ em à, dạ em là Dương. Nhưng tại sao em lại ở đây và nhận mình là Nguyệt vậy? Cái hôm mà em ở trung tâm chờ anh á, em gặp lại Nguyệt, hai chị em vui vẻ dữ lắm. Nguyệt dẫn em về nhà, sau đó Nguyệt nói là đi mua một chút đồ ăn để ăn mừng với em. Mẹ Nguyệt lúc đó cũng đi vắng. Một lát sau thì anh Bảo tới. Ảnh hơi sai, ảnh tưởng em là Nguyệt nên ảnh em chống cự không có được. Bảo làm bậy với em sao hả? Sau đó Nguyệt nó đi đâu á, nó không có về. Tới ngày cưới, mẹ của Nguyệt biết em là Dương nhưng không muốn hủy đám cưới nên là bắt em cưới Bảo. Em thấy sự việc cũng đã rồi cho nên em cũng chấp nhận. Em không yêu Bảo sao lại kết hôn được chứ? Em có thể nói rõ mọi chuyện cho anh biết được không? Không được đâu anh, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ thay đổi cũng không được gì đâu. Thôi anh đừng có nhắc lại nữa, bây giờ anh cứ coi em là Nguyệt đi. Vậy là Nguyệt bị bắt làm gì dưới Sóc Trăng rồi? Thật vậy hả anh? Bây giờ nó ra sao rồi anh? Nguyệt muốn cưới một anh chàng nghiện ngập. Anh có khuyên Nguyệt nhưng mà Nguyệt lại không nghe. Có thể là nó thích anh chàng đó. Nó nói với em gần tới ngày cưới, nó nhận ra anh Bảo không có thích hợp với nó, nhưng mà nó cũng không biết làm sao hết đó. Giờ cũng không thay đổi được gì, chỉ là thiệt thòi cho em quá Dương à. Em không sao. À, bây giờ em cũng vô công ty làm rồi, nhưng mà có nhiều điều em không có biết lắm. Anh Bách, có gì anh Bách giúp đỡ em nha. Nếu cần gì anh sẽ giúp em mà, em cứ nói. Em cảm ơn anh. Ủa, anh Bách. Anh qua bên phòng nhân sự có chút chuyện, mà mọi người nghỉ trưa hết rồi. Sẵn em giới thiệu với anh, đây là Nguyệt, vợ của em. Còn đây là anh Bách, người mà anh hay nói đó. Anh Bách cũng mới vừa giới thiệu xong, tụi em biết nhau rồi. Ủa, vậy hả? Anh, tụi em đi ăn trưa, anh đi luôn nha. Thôi hai đứa em đi ăn đi, anh có việc phải làm. Dạ, vậy tụi em đi ha. Dạ, đi em đi nha. Số phận của Dương sao lại tội nghiệp như vậy chứ?